At 29 and I find myself wondering, what did happen to the last 10? I ran away with my life fast forward, never turn back again. Kính chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn đang theo dõi kênh News 247. Tại đây chúng tôi liên tục cập nhật những thông tin thời sự mới nhất trong nước và quốc tế. Bây giờ mời quý vị và các bạn cùng chuyển đến nội dung chi tiết. Bộ Công an sẽ xử nghiêm tiêu cực, xin cho trong tăng trưởng hay hạn mức tín dụng. Bộ Công an được giao phối hợp với các cơ quan liên quan xử lý nghiêm các tổ chức cá nhân vi phạm tăng trưởng tín dụng và cấp hạn mức tăng tín dụng trái quy định, có tiêu cực, xin cho. Yêu cầu trên được Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu trong công điện số 1403 về tăng cường quản lý và nâng cao hiệu quả điều hành, tăng trưởng tín dụng phục vụ tăng trưởng kinh tế vừa được ký ban hành ngày 22 tháng 12. Cụ thể, Thủ tướng yêu cầu Ngân hàng Nhà nước tập trung điều hành chính sách tiền tệ chủ động, linh hoạt, kịp thời, hiệu quả, khả thi, khoa học, đúng quy định, sát tình hình. Ngân hàng Nhà nước cũng được lưu ý tuyệt đối không và dứt khoát không để phát sinh cơ chế xin cho, lợi ích nhóm, tiêu cực, tham nhũng trong việc tăng trưởng tín dụng. Cần bảo đảm cung cấp đủ vốn tín dụng lành mạnh, có trọng tâm, trọng điểm, phục vụ nền kinh tế và an toàn hệ thống các tổ chức tín dụng. Không để tắc nghẽn, ách tắc, chậm trễ, không đúng thời điểm hoặc tăng trưởng tín dụng không lành mạnh. Phục vụ lợi ích nhóm, sân sau. Công điện nêu rõ. Bên cạnh đó, người đứng đầu chính phủ cũng yêu cầu Thống đốc Ngân hàng Nhà nước chỉ đạo sử dụng các công cụ đẩy mạnh tăng cường thanh tra, kiểm soát và giám sát chặt chẽ việc sử dụng hạn mức tăng trưởng tín dụng, bảo đảm vốn tập trung vào các lĩnh vực ưu tiên, quan trọng, các động lực tăng trưởng của nền kinh tế như tiêu dùng, xuất khẩu, đầu tư. Ngoài ra, tín dụng phải phục vụ nhu cầu phát triển sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Người dân có điều kiện mở rộng sản xuất kinh doanh an toàn, lành mạnh, bền vững nhưng thiếu vốn. Công điện nêu rõ, nghiêm cấm việc cấp tín dụng không đúng quy định, không đúng đối tượng, cấp tín dụng cho ban lãnh đạo, ban điều hành và người có liên quan của các tổ chức tín dụng, các doanh nghiệp thuộc hệ sinh thái, doanh nghiệp sân sau với lãi suất ưu đãi. Trong khi người dân doanh nghiệp có nhu cầu chính đáng, hợp pháp lại gặp khó khăn trong tiếp cận vốn tín dụng. Đồng thời thực hiện các công cụ kiểm soát lạm phát và giảm thiểu hạn chế gia tăng nợ xấu đối với các tổ chức tín dụng yếu kém và có nguy cơ nợ xấu tăng. Ngân hàng Nhà nước cũng được giao phối hợp với Bộ Tài chính và các cơ quan liên quan xử lý nghiêm việc tư vấn giới thiệu khách hàng đầu tư, mua trái phiếu doanh nghiệp, tư vấn bán bảo hiểm tại các tổ chức tín dụng không đúng với quy định, gây thiệt hại tài sản cho khách hàng. Còn Thanh tra Chính phủ sẽ phối hợp với Ngân hàng Nhà nước và các cơ quan liên quan khẩn trương thực hiện nhiệm vụ được giao tại văn bản số 9444 về thanh tra việc điều hành tăng trưởng tín dụng. Tại công điện, Bộ Công an được giao phối hợp với các cơ quan liên quan nắm tình hình, triển khai các biện pháp công tác, xử lý nghiêm tổ chức cá nhân vi phạm pháp luật liên quan đến phát hành trái phiếu doanh nghiệp, tăng trưởng tín dụng và cấp hạn mức tăng tín dụng trái các quy định, thiếu minh bạch, công khai, có tiêu cực, nhất là việc xin cho trong việc cấp hạn mức tín dụng và tiêu cực trong môi giới, tư vấn bán bảo hiểm tại các tổ chức tín dụng. Trước đó, Thủ tướng Phạm Minh Chính cũng đã ký ban hành công điện số 1224 ngày 26 tháng 11 năm 2023 về điều hành chính sách tiền tệ những tháng cuối năm 2023. Tại công điện này, Thủ tướng đã lưu ý Ngân hàng Nhà nước Việt Nam rút kinh nghiệm việc điều hành tăng trưởng tín dụng chậm năm 2022, đồng thời khẩn trương rà soát toàn diện kết quả cấp tín dụng của hệ thống các tổ chức tín dụng đối với nền kinh tế, từng ngành, từng lĩnh vực. Thông tin này đã khép lại bản tin thời sự hôm nay của chúng tôi. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những bản tin tiếp theo.